phòng khám anh ở đâu vậy phòng khám chuyên khoa học của truyền thống nam thầy mộc thì mình đặt ở hà đông hà nội và một tuần mình khám một buổi vào chiều thứ năm hàng tuần à mình có xem ở trên còm ở bên trên bạn cũng nghi là ở xa có khám không và có ship không thì phải báo cáo luôn với tất cả các anh chị rằng là trên 90 phần trăm uh, bệnh nhân của phòng khám chuyên khoa học của truyền thống nam thầy mộc là ở xa và thậm chí là cả, cả Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản Đấy là người thật việc thật luôn nhé Thì người ta vẫn đặt và phòng khám vẫn ship bình thường Thế còn thì đương nhiên nếu ở gần có điều kiện đến khám là tốt nhất Nhưng mà nói như vậy có phải là ai gần đâu Người ta không, không, không ở gần thì bắt buộc phải hỏi Và chính vì như vậy thì cần phải lại gọi điện trực tiếp Nên nhớ các anh chị nên nhớ này Nếu những người mà lấy clip của mình lắp lên hoặc là anh chị mà được quảng cáo ở chỗ nào kia ấy, thì anh chị gọi điện rất khó gặp bác sĩ hoặc là nó chỉ các anh chị sẽ lấy thuốc theo kiểu nhắn tin chữa bệnh mà 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 hỏi đã khó để nghe thanh nghe giọng cũng như là tư vấn hỏi là cả rất nhiều câu hỏi còn đã khó rồi mà lại còn nhắn tin thì đương nhiên cái đội mà nó nó bán bằng quảng cáo thì nó sẽ chỉ thích nhắn tin vì nhắn tin nó sẽ giấu được những cái lon nớt của nó còn quan điểm chữa bệnh của mình là chắc chắn cần phải hỏi kỹ hỏi kỹ và đưa ra phương án cụ thể và quan điểm của mình cũng rất thẳng thắn như vậy như vậy chốt là bao nhiêu và giá là như thế nào Đấy, và mình quan điểm là làm như vậy thì nó mới, mới ok được chứ còn khơi 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 làm theo kiểu làm để đấy, đấy không mình không thích làm như thế làm nó không đủ mạnh mẽ và làm như thế rất khó để để điều trị cho nên là khi mà anh chị thường nhắn tin thì mình bảo cần nếu cần thì gọi điện thẳng cho mình qua số điện thoại 0912 59, 59 thì mình sẽ hỏi kỹ lên kế hoạch và điều trị cụ thể cũng có rất là nhiều người gọi điện mà hỏi kỹ chán chê thì người ta đâu cần phải dùng thuốc thì thay đổi tâm lý ăn uống nghỉ ngơi một chút là ok xin chào